Nagarjuna, Trung luận Madhyamakasastra, Hán dịch, Tam tạng Pháp sư Kumala Thập Kumarajiva, Việt dịch Thích Nữ Chân Hiền, Nhà xuất bản Tôn giáo Hà Nội PL, 2546 DL, 2003, chương 13, Quán hành, hỏi, 154, như Kinh Phật có nói, Pháp bị cướp là dối, các hành bị cướp đoạt, cho nên là hư dối. Trong Kinh Phật có nói, Pháp bị, vô thường, cướp đoạt là hư dối. Pháp chân thật đệ nhất được gọi là Niết Bàn, không phải là Pháp bị, vô thường, cướp đoạt. Vì Kinh có nói như vậy cho nên biết rằng có các hành, vốn là Pháp hư dối, vì bị vô thường cướp đoạt. Đáp 155. Hư dối, bị cướp đoạt. Cái gì bị cướp đoạt? Phật dạy việc như thế. Muốn chỉ bày nghĩa không? Nếu Pháp bị cướp đoạt là hư dối, thì trong các hành ấy cái gì bị cướp đoạt? Phật nói điều đó nên biết, đó là nói về tánh không? Hỏi, làm thế nào biết tất cả các hành đều là tánh không? Đáp, vì tất cả các hành có tính chất hư đối, cho nên không? Các hành sanh diệt không dừng nghỉ, không tự tánh nên không? Các hành là năm ấm. Từ hành sanh ra, nên năm ấm được gọi là hành. Năm ấm đó đều hư dối, không có tướng quyết định. Vì sao? Như sắc của đứa bé khi là hài nhi không phải như sắc đứa bé lúc biết bò. Sắc đứa bé lúc biết bò chẳng phải như sắc đứa trẻ khi biết đi. Sắc của đứa trẻ lúc biết đi không phải như sắc của trẻ thiếu niên. Sắc tướng của trẻ khi thiếu niên không phải như sắc lúc tráng niên. Sắc tướng của người lúc tráng niên không phải như sắc tướng của người già nua. Như thế sắc từng sát na không đình trụ, do đó khi phân tích không thể tìm thấy tính chất quyết định. Sắc của đứa hài nhi chính là sắc của đứa bé biết bò cho đến sắc lão niên, hay là khác. Cả hai đều có lỗi. Vì sao? Nếu sắc của hài nhi tức là sắc biết bò cho đến sắc lão niên, như thế chỉ có một sắc đều là hài nhi, không có sắc khi biết bò cho đến lão niên. Lại như đất sét chỉ là đất sét thì không bao giờ thành cái bình. Tại sao? Vì sắc luôn luôn cố định. Nếu sắc khi hài nhi khác với sắc khi biết bò thì hài nhi không thể trở thành bé biết bò không thể làm nên hài nhi. Tại sao? Vì hai sắc khác nhau. Như thế sắc của đồng tử thiếu niên, tráng niên cho đến lão niên, không thể tương tục sẽ sai lầm ở chỗ mất pháp thân thuộc. Không cha, không con. Nếu thế chỉ có hài nhi mới có cha, ngoài ra từ biết bò cho đến già đều không thể có phần. Thế nên cả hai đều có lỗi. Hỏi, sắc tuy không quyết định nhưng sắc của hài nhi diệt rồi tương tục tái sanh khởi. Cho đến tái sanh khởi sắc khi lão niên. Như vậy không có lỗi như trên. Đáp, sắc của hài nhi nếu tương tục sanh khởi. Là hủy diệt rồi tương tục sanh, hay là không diệt mà tương tục sanh? Nếu sắc hài nhi hủy diệt, làm thế nào có tương tục? Bởi vì không nhơn. Ví như tuy có củi bị đốt nhưng lửa đã diệt nên không có tương tục. Nếu mà hài nhi không hủy diệt mà tương tục thì sắc hài nhi không diệt là thường trú bổn tướng cũng không tương tục. Hỏi, đây tôi không nói do hủy diệt hay không hủy diệt mà tương tục phát sanh. Tôi chỉ nói nó không định trụ mà sanh khởi theo tính chất tương tự cho nên nó đã tương tục sanh khởi. Đáp. Nếu ông nói thế ấy thì đã có sắc xác định rồi lại phát sanh nữa, như thế sẽ có nghĩa là có muôn vạn thứ sắc sanh ra, song điều ấy không đúng. Thế là cũng không có tương tục. Như thế, trong tất cả mọi trường hợp tìm kỹ các sắc không có tướng quyết định. Chỉ vì do ngôn ngữ thế tục mà có thôi. Như nơi cây chuối tìm lõi thật không thể có, chỉ có bẹ lá. Như thế, người trí suy nghiệm về sắc tướng, mỗi niệm hoại diệt không có thật sắc nào có thể có được. Sắc hình sắc tướng không định trụ tương tự tiếp nối phát sanh. Khó có thể phân biệt. Như nơi ánh lửa, phân biệt sắc quyết định của nó chẳng thể được. Thế nên, sắc do không có tự tánh, nên không chỉ do ngôn ngữ thế tục mà nói có. Thọ vân vân, chấm, cũng như thế, người trí quan sát bằng mọi cách thấy rằng vì nó tiếp nối tương tự nên sanh và diệt. Khó có thể phân biệt mà biết, như dòng nước tương tục chảy. Chỉ do sự giác chi mà nói có ba thứ thọ ở thân. Thế nên, phải biết thọ cũng được nói như sắc. Tưởng, do bởi danh tướng mà phát sanh, nếu lìa danh tướng thì không sanh. Thế nên Phật dạy, phân biệt biết danh tự tướng nên gọi là tưởng.
nó không phải quyết định có trước. Từ các duyên phát sanh nên không có tánh quyết định. Vì không có định tánh, như bóng theo hình. Nhân hình có bóng, không hình thì không bóng. Bóng không có tánh cố định. Nếu quyết định có thì lìa hình, nên có bóng. Mà thật không như thế. Thế nên từ các duyên phát sanh vì không tự tánh nên không thể hiện hữu. Tưởng cũng như thế, chỉ nhân danh tướng bên ngoài, do ngôn ngữ thế tục mà có. Thức do bởi sắc thanh, hương, vị, xúc. Và mắt tai, mũi, lưỡi, thân mà phát sanh. Vì các căn mắt vân vân. Chấm, riêng biệt nên thức nó có sự riêng biệt. Thức ấy ở mắt hay là ở nơi sắc hay là ở khoảng giữa. Không có quyết định, chỉ có phát sanh rồi mới nhận thức trần cảnh, nhận thức người này, nhận thức người kia. Cái nhận thức về người này chính là cái nhận thức với người kia, hay hai cái khác nhau, cả hai đều khó có thể phân biệt. Như cái nào là thức con mắt, cái nào là thức lỗ tai cũng khó phân biệt. Do vì khó phân biệt nên dù có một hay nói khác đều không có sự phân biệt quyết định. Vì nó từ các duyên mà phát sanh, mắt vân vân, chấm, do phân biệt nên không có tự tánh. Như con hát ngậm hạt châu, sau khi nhả ra, rồi lại cho người khác thấy, người ta sẽ nghi ngờ, đó có phải là hạt châu cũ không, hay là hạt khác. Thức cũng như thế, sanh rồi lại sanh, thức ấy vốn là cái thức gốc hay là cái thức nào khác. Thế nên biết, thức không đình trú nên không có tự tánh, hư dối như huyễn. Các hành cũng như thế. Các hành là thân, khẩu, ý. Hành có hai thứ, tịnh và bất tịnh. Những gì là bất tịnh? Những sự tham trước gây tổn hại cho chúng sanh gọi là bất tịnh. Làm các việc gì chẳng não hại chúng sanh. Nói lời chân thật không tham trước vân vân. Chấm, gọi là tịnh. Hành có tăng, có giảm. Hành thuần tịnh sẽ sanh trong cõi người và các cõi trời, dục sắc, vô sắc. Thọ quả báo rồi thì giảm, lại tạo nữa gọi là tăng. Hành bất tịnh cũng như thế. Ở trong địa ngục ngạ quỷ, súc sanh, A-tu-la thọ quả báo rồi thì giảm. Trở lại tạo nên gọi là tăng. Thế nên, các hành vi có tăng có giảm, do đó không dừng trụ. Như người có bệnh, tùy trường hợp chữa trị thích hợp thì bệnh được lành, nếu không thích hợp, bệnh sẽ trở lại. Các hành cũng như thế, có tăng có giảm nên không cố định. Chỉ do ngôn thuyết của thế tục mà có. Nhân thế tục đế mà thấy được đệ nhất nghĩa đế. Đó là, duyên vô minh có các hành. Từ các hành mà có thức kết sanh. Do thức kết sanh nên có danh sắc. Từ danh sắc có sáu nhập, từ sáu nhập có xúc, từ xúc có thọ, từ thọ có ái, từ ái có thủ, từ thủ có hữu, từ hữu có sanh, từ sanh có lão tử, yêu bi khổ não, ân ái biệt ly khổ, oán tăng hội khổ vân vân. Như thế các khổ đều do hành làm gốc. Đức Thế Tôn theo thế tục đế mà nói. Nếu chứng đắc đệ nhất nghĩa đế, phát sanh trí huệ chân thật thì dứt được vô minh. Vô minh dứt các hành cũng không tập khởi. Các hành không tập khởi thì các phiền não bị đạo ẩn trừ ở kiến đạo như thân kiến, nghi, giới cấm thủ vân vân. Chấm, cũng bị đoạn trừ, và các phiền não bị đoạn trừ bởi tư duy. Tu đạo, như tham, nhuế, sắc ái, vô sắc ái, vô minh cũng đoạn. Do sự đoạn trừ như vậy mà từng phần một bị hủy diệt. Tức là vô minh, các hành thức, danh sắc, sáu nhập, xúc thọ ái, thủ, hữu, sanh, lão tử, yêu bi, khổ não, ân ái.